Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cái loại hạt giống mới, đó là hạt giống mâm xôi đỏ. Cái loại hạt giống này có xuất xứ tại Việt Nam, tức là do người Việt Nam sản xuất và có tỷ lệ nảy mầm là trên 80% và thì cái độ thuần của nó là 99%. Trong một gói hạt giống rất là to thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái gói hút chân không nhỏ như thế này. Đấy, trong này có khoảng 30 hạt. Cái hạn sử dụng của một gói hạt giống này là 2 năm nếu như chúng ta chưa mở gói ra. Chúng ta lưu ý như vậy. Kể từ ngày sản xuất là tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2011. Với điều kiện là chúng ta bảo quản đúng ở cái nhiệt độ bình thường, nơi khô ráo và thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gieo hạt ở trên phân chuồn quế nguyên chất ở trong cái hộp mà hôm trước chúng ta đã làm đối với cây dâu tây. Đấy. Thì ở đây là chúng ta bắt đầu bóc gói ra và chúng ta tiến hành gieo, rắc đều hạt lên bề mặt phân chuồn quế. Sau đó chúng ta tiến hành giải đều cái hạt ra. Sau đó chúng ta tiến hành đậy kín nắp lại. Sao cho cây ẩm không thể lọt ra ngoài. Đó, như vậy là chúng ta đã tiến hành gieo hạt xong ở trong cái hộp ươm như thế này. Và chúng ta chờ xem sau khoảng 2 đến 3 tuần nữa xem cái tỷ lệ nảy mầm của hạt giống quả mâm xôi đỏ trong phân chuồn quế có đạt tỷ lệ cao như là trong tờ quảng cáo này hay không. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.